Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Lân Sáp. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật cho bạn về con app Mi Shop nha. Như hôm qua mình đã hứa, thì trước khi cập nhật về con app Mi Shop thì đầu tiên mình sẽ quay ngược thời gian một chút về hơn một tháng trước. Thì bây giờ mình sẽ tìm kiếm kênh YouTube của mình về rất nhiều video ha. Mình sẽ trở về khoảng 1 tháng 11 ngày trước mình có đăng một con app. Và cái video này có tên là chuyên gia tài chính Wealth Master, đăng ký nhận 50k. Đăng ký nhận 50k free luôn các bạn. Thì tại sao hôm nay mình lại muốn nhắc lại cái con app này? Tại vì nó đã sống tới bây giờ luôn các bạn. Chính thức là 1 tháng lẻ 11 ngày. Tuy là nó lãi nó hơi thấp một chút nhưng mà mình không hiểu sao nó lại sống lâu như vậy, và nó rất là ít chương trình khuyến mãi nếu như mà so với những con app khác. Cái 50k đó chúng ta quay luôn là chúng ta có thể chơi free luôn các bạn. Ok, mình có thể cho các bạn coi. Ở đây là cái thông tin clip đó mình đăng vào lúc cái con app nó vừa ra mắt luôn ha. Đây là ngày 18 tháng 9, đây ngày mình đăng nè. Ngày 18 tháng 9 ha. Và bây giờ mình sẽ trở về con app cho các bạn xem nè. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện mình rút tiền trên cái con app này luôn. Con app này gọi là con app chuyên gia tài chính nha các bạn. Vì các bạn có thể thấy cái số dư hiện tại của mình là 122.000 ha. Và cái tổng thu nhập mình đã kiếm được từ con app này là 831.000. Đó là tổng cái lợi nhuận mà mình đã kiếm được từ con app này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện mình rút tiền nha. Mình sẽ nhập vào 122.000, mình rút hết ra luôn nha các bạn. Để sau khi nhập giá tiền thì cái dòng ở dưới các bạn sẽ nhập cái mật khẩu cấp 2 của các bạn vào ha. Thì có thể là sau clip mình sẽ tiếp tục mình nạp tiền vào mình chơi. Bởi vì mình thấy những con app mới vừa ra bây giờ nó cũng ăn ngon quá. Có thể là bây giờ mình quay là mình chơi những con app nó tồn tại lâu như thế này lại có lý hơn. Mình đã gửi lệnh rút tiền rồi, bây giờ mình sẽ vào cái lịch sử rút tiền mình coi ha các bạn ha. Rồi cái lịch sử rút tiền này, 123.000 của mình đang xử lý nha các bạn. Các bạn có thể quan sát đồng hồ là mình rút vào lúc 9:52 nha. Thì ở đây lịch sử rút tiền của mình nè các bạn. Các bạn có thể mình rút rất nhiều, mình rút lần đầu tiên đó là 100k để mình test cái min rút của nó là ngày 19 tháng 9 nha các bạn. Và đến ngày 20 tháng 9 thì mình rút 306 nè. Đến ngày 21 tháng 9 là mình rút 408 nè. Đến ngày 23 tháng 9 mình rút 150 nè. Đến ngày 25 tháng 9 mình rút 134.000 nè. Đến ngày 27 tháng 9 mình rút 1.638.000. Rồi đến ngày 16 tháng 10 là mình rút 121.000. Rồi đến ngày 29 tháng 10 là mình rút 123.000 là đang xử lý. Ok, các bạn có thể thấy mình rút rất là nhiều lần. Thì đa số những lần này mình rút á thì nó chỉ dao động trong vòng là khoảng nửa tiếng đến một tiếng thôi là tiền nó về. Ok, thì tiền nó đã về rồi nha các bạn. Thì sau khi nó trừ phí của mình mất 5% thì mình còn là 117.600 đồng. Và tiền nó đã về lúc là 11:09. Hồi nãy mình rút là gần 10 giờ, bây giờ là nói chung là khoảng hơn một tiếng các bạn, khoảng 1 tiếng 10 phút ạ. Thì mình rút khoảng 1 tiếng 10 phút là tiền nó về nha các bạn. Rồi min rút của nó thì chỉ có 100k thôi, min rút cực kỳ thấp nha các bạn. Các bạn nạp tiền và các bạn đầu tư để các bạn quay đơn thì các bạn có thể là chọn rút ra bất cứ lúc nào các bạn thích luôn. Thì còn các bạn nào thực sự quan tâm thì các bạn có thể bấm vào cái đường link mình để bên dưới clip này. Và trong cái đường link đó mình đã hướng dẫn rất là kỹ càng cách đăng ký cũng như là cách chơi ha, các bạn có thể vào đó để các bạn tham khảo nha. Và đây, ok, xong một con app ha. Bây giờ qua tới con Mi Shop. Con Mi Shop mình đã hứa hẹn hôm qua rồi, hôm nay mình sẽ làm clip rút tiền. Ok, thì bây giờ mình đã xong cái gói 1 triệu của mình nha các bạn. Kêu lên này. Ok, bạn có thể thấy trên màn hình đó là nó đã trả cái 1 triệu của mình lại rồi, cộng với cái lợi nhuận mình thu được là 213.000 ở ngay chỗ tổng thu nhập này nè, là cái tiền lợi nhuận mình kiếm được từ cái 1 triệu mình đầu tư nha các bạn. Thì bây giờ cái số dư, tổng số dư mình hiện có là 1.246.000. Là trong vòng 3 ngày là mình đã kết thúc cái gói nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ rút hết về, test rút hết về nha các bạn. Và khi mà các bạn nó trả gói đầu tư về cho các bạn á, các bạn có thể chọn một trong hai phương án, đó là một, các bạn sẽ rút hết về. Còn thứ hai là bạn sẽ sử dụng tiếp cái số tiền này, các bạn đi mua tiếp cái gói 1 triệu để các bạn đầu tư nữa, thì nó sẽ đỡ tốn cái phí rút cho các bạn nha. Còn nếu các bạn muốn an toàn á, thì các bạn cứ việc là rút hết. Bây giờ mình ở đây mình rút, mình test cho các bạn xem. Mình sẽ rút hết cái số tiền 1.246.000 này. Thì các bạn sẽ bấm vào cái phần rút tiền nha. Rồi mình sẽ điền cái số tiền muốn rút vào đây. Mình sẽ điền 1.246.000. Rồi sau đó thì các bạn sẽ điền mật khẩu cấp 2 của mình vào nha. Rồi các bạn bấm xác nhận.
Rồi nó đã hệ thống đã ghi nhận lệnh rút tiền thành công của bạn. Và hoa hồng ở đây là 12%, 6%, 4% tương đương với lại F1, F2, F3 nha các bạn. Thì các bạn có thể xem lại clip đó, mình đã hướng dẫn cho các bạn rất là ok rồi. Bạn có thể xem lại clip đó ở đường link bên dưới, mình sẽ để đường link clip đó bên dưới nha. Ở đây nó cập nhật rất là nhiều nhóm Zalo luôn, đề phòng Zalo web 3 nhóm này các bạn, rất là nhiều nhóm Zalo nè ha. Thì tiền nó đã về nha các bạn. Thì nói chung là clip này mình chỉ review lại thôi nha, chứ về cái rút tiền này mình đã làm hồi lúc trưa rồi. Bây giờ là mình chỉ quay lại thôi nha. Thì cái tài khoản của mình nè, bạn thấy nó cộng 1.158.000 sau khi nó trên trừ phí của mình là 7%, tại vì mình rút dưới 5 triệu cho nên là mình sẽ mất cái phí 7%. Nếu bạn rút trên 5 triệu thì nó sẽ trừ mình là có 6% thôi. Thì vào lúc là 13 giờ 49 phút thì chỉ trong vòng có chưa đầy 10 phút thì tiền về nha bạn. Đấy, chưa đầy 10 phút tiền mới về rồi nha, ok. Hôm nay mình đã test ok cho bạn hai con app luôn nha. Thì các bạn nào quan tâm có thể bấm vào những cái đường link ở bên dưới mình để các bạn xem những video hướng dẫn đó, để các bạn biết cách đăng ký cũng như là cách chơi nó cụ thể hơn. Mình làm không nói hết trong cái video này được vì nó quá dài, để tiết kiệm cái thời gian cho các bạn ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip. Đừng quên bấm đăng ký và bấm chuông để liên tục theo dõi những clip mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.